Hôm vừa rồi mình dẫn D&D cho mấy bạn trong Discord server thì nhận ra game của mình có quá nhiều tên riêng cho NPC và người chơi không thể nhớ hết được. Thế nên là mình roll eyes một cái và xử lý thế này. Đó là Christian Turnus, là một đại danh hào, là một người chuyên viết các nhạc kịch. Sarah, đây là cái cô chủ quán rượu này. Người mất tích, Cordelia, là một người bạn khá thân của em. Cậu bạn trai của Cordelia, Sirio. Cô Sarah, không phải bạn cô làm trong đội sao? Cậu tên là Roland. Nhiều tên quá, chết rồi. Rồi, thôi, rồi anh sẽ đổi tên. Tôm. Đây là tên cậu này. Anh cảnh sát quen. Rồi. Ok. Có ai hỏi diện mạo của anh cảnh sát đó không? Anh à, trông giống như anh cảnh sát quen. Đừng hỏi. Diện mạo của anh ấy trông như một anh cảnh sát quen. Rồi, thấy là biết. Chúng ta đã tiếp thu những lời complain của người chơi là quá nhiều tên. Đi ngang qua đến cái căn trọ của Cordelia, hay còn gọi là cô đi lạc. Những người tiếp thu. Cô đi lạc, không thấy cảnh sát quen. Rồi, thấy cảnh sát lạ. Có một ông cảnh sát dưới tầng. Ở trên tầng 3 có hai cái xác cảnh sát. Này, ông có speak with the dead không? Bây giờ gọi ông bên trái không? Để chú dẫn cháu đi đồn cảnh sát, còn để chú gọi thằng bạn xuống đây đứng canh hộ đấy đã. Oh shit. Thôi đừng đi, cháu sợ. Ở đây những người ta ra người ta mất cháu tiếp thì sao, chú đừng đi. Thì đứng đây với cháu ấy. À, không sao, thế đi cùng chú. Cái hai bạn đấy hay, đồng nghiệp của chú cũng vui tính lắm. Một thằng tên là Phải, thằng kia tên là Trái. em đang nấp bức. Xem toàn bộ session 2 tiếng với sự tấu hài và bất ổn của party này ở đây.